Xin chào các bạn. Trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách kiếm tiền trên cái trình duyệt Brave. Tức là nếu như các bạn làm chăm chỉ thì có thể được khoảng tầm từ 20 triệu trên tháng trở lên, hoặc là có thể được nhiều hơn nữa. Thì đây là một cái trình duyệt mà hiện nay rất nhiều người đang kiếm tiền được ở trên cái trình duyệt này. Để kiếm được tiền thì chúng ta chỉ cần làm rất đơn giản, chỉ cần qua 4 bước thôi. Từ bước 1, tải trình duyệt theo cái đường link mà tôi đang để ở dưới cái phần mô tả của video. Cái cách bước thứ hai là đăng ký làm cộng tác viên. Trong cái bước này thì chúng ta sẽ thực hiện đăng ký một cái tài khoản và xác thực cái tài khoản đó qua mail của mình và liên kết với cái tài khoản YouTube, tức là cái kênh YouTube của mình đó. Và bước thứ ba là đăng ký một cái ví để nhận tiền bát, và bước thứ tư là đăng ký cái ví để chúng ta nhận tiền và giao dịch chuyển khoản vào tài khoản của mình. Nữa là xong. Thì bây giờ ở trên mạng Internet đang hướng dẫn và cũng nói rất là nhiều. Tuy nhiên thì tôi thấy cách hướng dẫn đấy rất là dài dòng. Và tôi đã tập hợp lại đây 4 cái bước mà cơ bản nhất. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xuống dưới phần mô tả của video để click vào cái đường link này để download cái trình duyệt này về. Cái trình duyệt này cũng giống như là cốc cốc với lại chôm hơn. Tuy nhiên thì bây giờ nó cái tốc độ load của nó rất là nhanh. Và khi xem phim thì không có quảng cáo cho nên là rất tiện lợi. Mỗi người khi mà tải cái trình duyệt này về thì chúng ta sẽ được là 5 đô. Bây giờ tôi đã copy sẵn cái link này rồi. Đây là kênh đầu tư 6.0 chính thức của Lê Văn Lực. Nên các bạn vào cái kênh này để chúng ta tìm hiểu về các cái cách marketing online, cách để kiếm tiền online, cách để đầu tư, thì chúng ta sẽ vào cái kênh này để chúng ta tìm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng download cái phần mềm này về. Download cái trình duyệt đây. Chúng ta có thể là download ở trên điện thoại hoặc là trên máy tính đều được cả nhé. Đây, chúng ta bấm vào chữ download Brave đây. Sau khi mà download xong rồi thì chúng ta sẽ bấm vào để cài đặt cái trình duyệt này. Để chúng ta bấm vào Zoom này. Rất là đơn giản thôi. Đấy, nó đang chạy đấy. Trên điện thoại chúng ta cũng làm tuần tự theo các bước như thế này nhé. Rồi chúng ta chờ một chút nữa là chúng ta sẽ cài xong. Đấy, như vậy là chúng ta đã cài xong cái trình duyệt này rồi. Chúng ta bấm vào cửa lo để tắt nó đi. Rồi. Rồi. Tôi tắt luôn cái phần này đây nhé. Bây giờ ta sẽ ra cái màn hình của máy tính để mở cái trình duyệt này lên. Bây giờ ta sẽ tiếp tục nhé. Bây giờ chúng ta sẽ mở cái trình duyệt này ở màn hình. Chúng ta xem ở màn hình đây. Mở trình duyệt này lên. Bây giờ ta sẽ gõ cái từ khóa Brave Publisher vào ở trên này, trên cái thanh tìm kiếm của cái trình duyệt này. Và chúng ta sẽ
Bấm vào cái dòng đầu tiên này để đăng ký một cái tài khoản làm cộng tác viên. Chúng ta bấm vào đây. Thì cái phần này là chúng ta chưa có tài khoản cho nên chúng ta sẽ bấm vào sign up đây để chúng ta đăng ký một cái tài khoản nha. Và chúng ta điền cái mail của chúng ta vào. Ví dụ như tôi điền cái mail của tôi vào đây. Và bấm vào Clear Account. Đấy, như thế là thành công. Như vậy là ta đã đăng ký một cái tài khoản xong rồi, thì bước tiếp theo là ta sẽ vào mail để xác thực qua mail. Ở đây thì bây giờ tôi sẽ vào mail để ta xác thực cái tài khoản này. Đấy, sau khi mà mình đăng ký thì người ta có gửi cho mình một cái mail đây. Thì chúng ta bấm vào cái mail này. Đấy, và chúng ta xác nhận mail, bấm vào Verify email ở đây. Đây, username thì các bạn điền tên của các bạn vào, như tôi là Lê Văn Lực thì tôi sẽ điền là Lực này, Lê Văn vào đây và bấm sign up ở đây. Ở cái bước tiếp theo này thì người ta hỏi rằng chúng ta có bảo mật hai lớp hay không, thì cái này chúng ta không cần phải bảo mật hai lớp. Chúng ta bấm vào bỏ qua đằng bên này nhé. Ở phần này nếu mà các bạn không hiểu về tiếng Anh thì ta có thể vào cái công cụ dịch tiếng Anh để ta dịch ta xem. Đây, bấm vào đây để dịch này. Đây. Để chúng ta kiếm được tiền từ cái trình duyệt này, mỗi lần giới thiệu được 5 đô thì chúng ta sẽ bấm vào cái phần này là giới thiệu người hâm mộ của bạn và kiếm token, là bấm vào đây để bắt đầu. Đây, chúng ta phải làm hai bước, bấm vào đây và kết nối ở dưới này tài khoản như này nữa. Trước hết chúng ta bấm vào đây. Đây, mỗi lần tải lượt tải về thì chúng ta sẽ được 5 đô. Và chúng ta bấm vào phần này để xác nhận đây, đăng ký, tiếp tục bấm vào đây. Phần này chúng ta cũng có thể dịch sang tiếng Việt để chúng ta xem nhé, bởi vì tôi không hiểu về tiếng Anh mấy. Chúc mừng, quảng cáo của bạn được kích hoạt, thưởng 5 đô mỗi lượt giới thiệu. Và để thanh toán giới thiệu xảy ra, người dùng mới phải hoạt động tối thiểu trong vòng khoảng thời gian 30 ngày. Đấy, bây giờ chúng ta đi tài khoản của tôi, bấm vào phần này. Tiếp theo là chúng ta phải thêm một cái trang web hoặc kênh YouTube bên dưới để có được liên kết quảng cáo. Thì chúng ta kéo xuống, chúng ta sẽ thấy cái phần dưới này là có cái chữ thêm kênh, chúng ta bấm vào đây. Ở đây có rất nhiều các cái kênh để thêm vào. Trang mạng, kênh YouTube hay là Twitter, Vimeo, vân vân. Thì theo tôi thì các bạn hãy bấm vào cái kênh YouTube ở đây để chúng ta liên kết với
cái tài khoản của mình. Chọn tài khoản của bạn hoặc một tài khoản thương hiệu. Đây đây là kênh đầu tư 6.0 của tôi, là tôi sẽ thêm cái kênh này vào. Nên là bấm vào đây. Muốn truy cập vào tài khoản của bạn, bấm vào cho phép. Đấy, như vậy là ta đã thêm được kênh YouTube là đầu tư 6.0 vào đây rồi. Và chúng ta có thể thêm các cái kênh khác vào đây nữa cũng được. Vậy sau khi thêm kênh YouTube vào xong thì chúng ta sẽ nhìn ở dưới chỗ này. Chúng ta thấy có cái đường link ở đây, chúng ta bấm vào đây. Thì đây chính là cái đường link của mình để mà giới thiệu. Và khi có một người tải cái trình duyệt này về sử dụng trong vòng 30 ngày thì chúng ta sẽ có 5 đô. Chúng ta sẽ bấm vào cái copy ở đây để chúng ta copy cái đường link này về để giới thiệu cho mọi người. Bởi vì cái trình duyệt này rất là nhanh và tốc độ còn hơn hẳn cả những cái trình duyệt khác rất là nhiều, cho nên là nhiều người sẽ ưng và tải trình duyệt này. Qua cái đường link của ta thì ta sẽ được 5 đô trên một người. Chúng ta copy cái đường link này là để chúng ta copy để này copy để chúng ta để vào cái phần nào đó để chúng ta đấy để chúng ta giới thiệu. Đây chính là cái mã giới thiệu của mình và mỗi người sẽ có một cái mã như thế này đấy. Và cái bước tiếp theo, bước thứ hai là chúng ta đã hoàn thành rồi. Cái bước thứ ba là chúng ta sẽ đăng ký một cái ví để nhận tiền bạc. Tiếp theo là chúng ta sẽ đăng ký một cái ví Apple để nhận cái tiền bạc. Đây chúng ta bấm vào cái phần này cùng ở cái trang này luôn nhé. Chúng ta xem cái bên này có Connect to Apple. Chúng ta bấm vào đây để chúng ta đăng ký một cái tài khoản, một cái ví Apple để nhận tiền. Nhảy sang cái phần này là chúng ta, đây là cái trang web chính thức, thì chúng ta sẽ điền mail của chúng ta vào đây. Mật khẩu đây là chúng ta có chú ý là có cả chữ này, ký hiệu đặc biệt này, số này. Thì chúng ta đăng ký vào. Phải có ít nhất một ký tự viết hoa đây nữa nhé, không là sẽ không đăng ký được đâu. Rồi bây giờ chúng ta đến cái phần tiếp theo là chúng ta chọn cái nơi cư trú của chúng ta ở Việt Nam thì sẽ chọn quốc gia là Việt Nam vào. Chúng ta bấm vào cái phần này là kéo xuống. Việt Nam này mà có, xin vui lòng gửi mail cho tôi cập nhật cá nhân và tôi chấp nhận điều khoản của dịch vụ. Bấm vào đây và cho nó bấm vào đăng ký và ủy quyền. Bây giờ ta bấm vào đăng ký và ủy quyền ở đây nha. Bây giờ chúng ta sẽ vào mail để xác nhận tài khoản Apple của chúng ta. Rồi, chúng ta vào đây để xác nhận. Này, bấm vào đây. Và tiếp theo đến phần này chúng ta sẽ điền tên của chúng ta vào. Tôi là Lê Văn, đây tên là Lực này,
Đây, thế là đây là ngày tháng năm sinh, chúng ta ghi vào đây. Chúng ta điền thành phố của chúng ta vào nha. Và điền cái số điện thoại vào. Còn nó bấm vào đây. Ở đây người ta yêu cầu chúng ta cấu hình xác minh hai bước bảo vệ tài khoản của bạn chống lại truy cập trái phép, thì cái này chúng ta có thể để sau, bây giờ chưa cần. Và cái bước cuối cùng là chúng ta kéo lên thì chúng ta sẽ thấy cái phần này, chúng ta sẽ bấm vào đây. Tiếp tục. Bây giờ chúng ta sẽ đi xác minh cái tài khoản Paypal này. Chúng ta vào đây để chúng ta xác minh. Này, chúng ta bấm vào đây để chúng ta đi xác minh tài khoản này. Đây là cái địa chỉ thường trú, chúng ta điền cái địa chỉ thường trú vào. Đây là mã VIP của Thanh Hóa. Bạn nào mà chưa biết thì có thể lên mạng để chúng ta tìm để hiểu thêm. Rồi. Chúng ta vào để tìm xem là cái ảnh chứng minh thư của ta ở đâu để ta sẽ gửi lên.
Nếu như phần này là người ta đã yêu cầu chụp ảnh nhé, chụp ảnh chúng ta bấm vào đây thì nó sẽ hiện lên một cái camera để quay. Thì hiện tại tôi đang quay camera rồi thì nó sẽ không thể quay được, cho nên bây giờ tôi lại phải tắt camera đi thì nó mới có thể chụp ảnh được. Bây giờ tạm dừng là tôi tắt camera đi cái đã. Như vậy là sau khi đã úp được mặt trước và mặt sau của chứng minh thư nhân dân lên và chụp ảnh tự sướng trong khi mình cầm chứng minh thư để úp lên, thì bây giờ là đang xử lý ID của bạn. Đây, cảm ơn bạn đã kiên nhẫn. Trong khi chúng tôi đang xem xét thông tin của bạn, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn trong thời gian quá trình hoàn tất. Đây, cái bảng điều khiển đăng ký làm công tác viên lúc đầu của chúng ta, ta vào đây ghé thăm bảng điều khiển của này. Đấy, như thế là được rồi. Bây giờ ta sẽ đăng ký cái ví kiếm tiền. Đây, ví thanh toán Zemetano cũng ở dưới cái phần dưới mô tả video cũng là để sẵn rồi nhá. Bây giờ ta có thể bấm vào đây để chúng ta đăng ký. Để chúng ta bấm vào đăng ký ở đây. Nhập mail mình vào này. Rồi mới tiếp tục. Và chúng ta vào mail để xác nhận liên kết nữa là xong. Đây. Này, để xem cái này là cái gì đây này. Đây là ví app Ohm mà ta vừa đăng ký lúc nãy nha mọi người nha, đã được xác nhận thành công rồi. Ta đăng nhập vào để xem lại tài khoản app Ohm của ta một tí. Thì đây là tài khoản ta vừa đăng ký và đã được xác minh thành công khi mà ta úp chứng minh nhân dân mặt trước, mặt sau và cái ảnh tự sướng lúc nãy của ta. Như thế là quá tuyệt vời rồi. Xong tài khoản này rồi. Bây giờ chúng ta phải quay lại cái chỗ đăng ký cái ví Zemetano ở đây. Để đăng nhập vào gia hình chúng ta bấm nút trong mail là xong. Kiểm tra cái giác nếu không tìm thấy, bây giờ vào mail thì chúng ta xác minh là đây. Nó đã gửi cho chúng ta rồi. Xin chào, đây là liên kết để bạn đăng nhập vào Zemetano. Chúng ta đăng nhập vào đây. Vui lòng điền bi danh văn lực đi. Tôi đọc và đồng ý. Rồi tiếp theo là đăng ký ví thanh toán tiếp theo nữa. Cái link của ví này cũng ở dưới phần mô tả của video các bạn nhé. Đây, chúng ta chọn này, tiếng Việt rồi bấm vào tiếp tục này. Vui lòng chọn ngôn ngữ tương ứng với quốc gia học vùng miền tiếng Việt. Rồi, ok đi. Sau đó bấm vào đăng ký này.
Thế này thì nó đơn giản rồi, chúng ta cũng nhập mèo của chúng ta vào đây. Mèo này mật khẩu về chuyển đến mèo xác nhận. Rồi chúng ta bấm vào đây mình là xác nhận lại. Xác nhận đăng ký này. Rồi, đăng nhập. Cái này thì bỏ qua tính sau. Đến đây thì ta làm được như thế này là xong rồi. Thì khi mà các bạn, bây giờ chúng ta chỉ việc mang cái link download của chúng ta đi chia sẻ với mọi người. Mọi người download cái trình duyệt này về để sử dụng trong vòng 30 ngày theo cái đường link dưới phần mô tả của mình, thì mình sẽ được 5 đô trên một lần download. Đấy, thì các bạn cũng làm tương tự như mình như thế, thì để kiếm tiền thì cái trình duyệt này rất là đơn giản như thế thôi. Đây, ở đây em lấy đúng cái trình duyệt của mình, các bạn bấm vào mà thấy chữ đầu tư 6.0 như thế này là đúng cái trình duyệt của mình nhá. Còn nếu mà không có như thế này là không được đúng trình duyệt, và các bạn có thể là sẽ không kiếm được tiền đâu. Thế nên các bạn phải dùng đúng cái trình duyệt, cái đường link mà mình chia sẻ thì mới được. Còn nếu các bạn mà dùng các đường link ở trên mạng hay là ở những nơi khác thì không may dính phải những cái mã độc, hoặc là làm sẽ là không đạt được cái hiệu quả, không đạt được yêu cầu, thì cái này thì mình sẽ không chịu trách nhiệm. Còn nếu các bạn đăng ký theo đường link dưới phần mô tả của mình thì mình sẽ có cái thống kê và sẽ hỗ trợ các bạn trong cái quá trình mà kiếm tiền về sau nữa. Cho nên là các bạn sẽ đăng ký vào cái đường link dưới phần mô tả của mình. Và cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video hướng dẫn tiếp theo, và sẽ hỗ trợ các bạn trong cái quá trình mà làm việc. Các bạn hãy liên hệ với mình theo cái Facebook hoặc là nhắn tin dưới cái phần mô tả để lại những cái lời bình luận, mình sẽ hỗ trợ các bạn trong cái thời gian sớm nhất. Còn những ai chưa đăng ký thì các bạn hãy đăng ký kênh của mình để luôn nhận những cái video mới nhất từ đầu tư 6.0. Đây là kênh của Lê Văn Lực. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào.